Vừa rồi Apple mới ra mắt dòng MacBook 16 inch và loại bỏ đi hoàn toàn phiên bản 15 inch trước đó, mặc dù mới ra mắt được vài tháng. Vậy có bao giờ anh em nghĩ rằng liệu Apple khai tử chiếc MacBook 13 của mình để lên bản 14 inch không? Anh em cùng xem hết video này nhá. Nếu thấy hay và hữu ích thì đừng quên là like, ấn subscribe và nhấn chuông cho Đăng Vũ nhá. Bắt đầu thôi. Đầu tiên đó chính là phân cấp tốt hơn. Anh em có thể thấy rằng các sản phẩm MacBook hiện tại của Apple ấy đang có hai sản phẩm có cùng size màn hình, đó chính là Mac Air ở thế hệ mới và MacBook Pro 13 inch cùng có chuẩn một size, đó chính là 13.3 inch. Không thể để hai sản phẩm hai phân khúc khác nhau ở cùng một size màn hình được. Mình nghĩ để phân cấp tốt hơn các sản phẩm của họ ấy, Apple sẽ thay đổi size màn hình ở trên phiên bản MacBook Pro 13 inch thành 14 inch. Điểm thứ hai đó chính là sửa lỗi. MacBook 16 inch vừa mới ra mắt, ngoài việc giúp máy có màn hình rộng hơn này, thực tế nó còn giúp Apple sửa lỗi ở phiên bản trước đó, như là tản nhiệt kém này, Apple đã tăng không gian bên trong, quạt to hơn này, ống đồng lớn hơn này, bự hơn này, để giúp máy có một hiệu suất ổn định hơn. Bàn phím cánh bướm quá sida đã được loại bỏ và thay thế trở về phiên bản cũ trước đấy. Tuy nhiên hành trình phím ở phiên bản MacBook 16 thì cũng khá là nông, nó chỉ hơn bản cánh bướm mà thôi. Đánh đổi với những điểm nâng cấp đó thì máy sẽ dày hơn đôi chút này và nặng hơn đôi chút. Mình tin rằng MacBook 13 inch thì cũng phải fix tương tự. Vì thế Apple sẽ ra mắt phiên bản 14 inch thay thế cho bản 13 inch này. Điểm thứ ba đó chính là nâng cấp cấu hình. Giống như phiên bản 16 inch ấy, MacBook 14 mình tin sẽ được nâng cấp cấu hình. Khi không gian rộng rãi hơn thì sẽ có nhiều trò hay để làm hơn. Apple sẽ tăng pin để dùng thời gian lâu hơn này, tăng loa để nghe hay hơn, giống như là 6 loa ở trên thế hệ MacBook 16 inch ấy. Và có khi Apple có thể trang bị card đồ họa ở trên phiên bản 14 inch này thì sao? Điểm thứ tư cũng là điểm cuối cùng mình nghĩ, đó chính là 4 năm rồi, ít nhất Apple cũng phải có thay đổi. Đây là yếu tố cuối cùng mà mình nghĩ nó có thể là một phần của sự nâng cấp. Một sản phẩm giữ nguyên ngoại hình từ 2016 tới giờ, không thay đổi bất kỳ thứ gì cả. Từ 2016, 2017, 2018, 2019 giữ nguyên ngoại hình, và đến sắp tới là 2020 chẳng nhẽ lại không hề thay đổi gì và để nguyên như vậy. Anh em có thể thấy MacBook Air đời trước ấy, Apple đã giữ nguyên thiết kế trong vòng 10 năm, màn hình HD cũng được 10 năm. Các đối thủ thì hàng năm thay đổi liên tục ngoại hình, thay đổi liên tục về thiết kế để làm chiều lòng khách hàng. Còn Apple vẫn giữ nguyên thiết kế của Mac Air như vậy. Khi các đối thủ như là Dell XPS này, Microsoft Surface Laptop này, HP thì có HP Envy này, chip tốt hơn, màn đẹp hơn, khiến Apple phải thay đổi ngay lập tức chiếc MacBook Air của mình vào năm 2018 để có thể giành lại thị phần nếu mà không muốn bị mất. Ở đây cũng vậy, ít ra cũng phải có một sự thay đổi để cho người dùng có thể thích thú và mua các sản phẩm mới. Kết luận, đó là bốn quan điểm của mình về Apple vào năm 2020 thì mình nghĩ và mình có thể tin rằng phiên bản MacBook 13 inch sẽ bị khai tử và thay thế vào đó là phiên bản MacBook Pro 14 inch. Nếu anh em thấy video này hay thì ấn like, ấn subscribe kênh và nhấn chuông để ủng hộ bên mình nhé. Chào tạm biệt các bạn, mình là Long và đây là Đăng Vũ.vn.